thương hiệu trong sự kiện khởi động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP nhằm quảng bá đến cộng đồng đồng tính chuyển giới và có những hành vi cao về nguy cơ lây nhiễm HIVS. Chúng ta sẽ mang lại sử dụng PrEP kết hợp với các biện pháp khác góp phần giảm tỷ lệ nhiễm HIVS trong cộng đồng. Và kính thưa quý vị, với sự kiện khởi động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP lần đầu tiên tại Sóc Trăng, rất mong ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ thật sự thành công với sự hiện diện rất đông đủ của tất cả quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng. Tại Sóc Trăng, dịch vụ PrEP sẽ được triển khai tại 4 cơ sở y tế. 2 cơ sở y tế nhà nước là khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, và 2 cơ sở y tế tư nhân là phòng khám của bác sĩ Tăng Vũ và phòng khám của bác sĩ Quỳnh Ngọc Hân. Thuốc kháng HIV trong điều trị PrEP được cấp miễn phí. Với mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm HIVS trong quần thể nguy cơ cao và hướng tới không còn người nhiễm HIVS vào năm 2030, ngành y tế Sóc Trăng sẽ tích cực chủ động hơn nữa trong chiến lược phòng và chống HIVS của tỉnh, đồng thời rất cần nhiều hơn nữa sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong cộng đồng quyết tâm thực hiện, không để đại dịch HIVS bùng phát trở lại, góp phần phục vụ sức khỏe con người vì sự ổn định và phát triển của đất nước. Đây là một biện pháp có thể nói là đạt hiệu quả rất cao từ khi Việt Nam chúng ta thực hiện và khởi động triển khai cái công tác dự phòng này từ năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, tiếp tục thực hiện mục tiêu của chương trình phòng chống HIVS đến năm 2030 chúng ta phải kết thúc đại dịch AIDS và không để tình trạng lây nhiễm HIV mới trong cộng đồng, đặc biệt nhất là đối tượng nguy cơ cao. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu, đặc biệt là chúng tôi hưởng ứng một cách tích cực lời phát động của đồng chí Trần Văn Khải, phó giám đốc phụ trách ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, giám đốc dự án Nguyễn Toàn Cầu, một cách thiết thực nhất, một cách hiệu quả nhất để làm sao chúng ta thực hiện công tác này, hoàn thành được chỉ tiêu và thực hiện được cái mục tiêu từ nay đến 2020 chúng ta phải thực hiện tốt và hoàn chỉnh cái dự phòng trước phơi nhiễm, gọi tắt là PrEP tại tỉnh Sóc Trăng.